tá nhỏ xíu và cô phôi nhiều muối lắm luôn. Vui luôn. Dạ. Chị. Ai, đây đi. Đẹp rồng. Đẹp rồng. Đẹp bán rau mà. Dạ. Dạ. Qua đây cái ma này nó chính. Này, nhặt nhiều quá. Ai đưa tiền nước ngoài là không có nhặt, phải nhặt không được nói. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị các bạn trong một video tiếp theo nha. Các bạn thân mến, sáng nay em đang có mặt ngay tại huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp cô chú. Hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan một ngôi chợ quê ở Châu Thành Đồng Tháp nữa nha. Ngôi chợ có tên là chợ Hòa Tân. Đấy. Bên đây là khu nhà lồng chợ trong đây nè cô chú. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng cô chú, gần 7 giờ sáng à, chứ chưa được 7 giờ nữa, khoảng 6 giờ 45 cô chú. Ở đây buổi sáng có mấy chú chạy xe ôm ngồi ở đây nè. Ngôi chợ Hòa Tân thuộc xã Hòa Tân luôn cô chú. Địa chỉ là chính xác là ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ở đây là phía trước lộ. Cái con lộ này là lộ xã cô chú, em không có biết tên đường. Hướng này là mình đi thẳng ra về chợ Nha Mân nè cô chú, hướng về quốc lộ 80. Còn hướng ngược lại là hướng mình đi về Vĩnh Long, đi về quốc lộ 1A cô chú. Đấy. Sáng sớm á, bà con đi chợ cũng đông lắm. Ngay chỗ này có cây cầu gọi là cầu Bà Tơ nè. Đấy. Ngôi chợ thì nằm sát ủy ban xã Hòa Tân luôn cô chú. Về xã Hòa Tân, ngoài ngôi chợ quê đông đúc như thế này thì cô chú anh chị các bạn có thể đi tham quan một ngôi chùa rất là đặc biệt và rất là nổi tiếng ở đây. Đó là ngôi chùa Lá Sen cô chú. Ngôi chùa có cái lá sen rất là khổng lồ mà người ta có thể đứng trên đó để chụp ảnh được luôn cô chú. Ngôi chùa thì nằm đối diện xéo xéo bên chợ phía bên sông cô chú. Xéo với bên kia là ngôi chùa Lá Sen nằm đối diện bên kia. Cô chú có mình có thể đi cầu qua bên đó. Đây em quay cái khung cảnh buổi sáng cho cô chú xem nha. Ở đây là có cái khu chợ Chồm Hổm, bà con bán cũng rất là đông. Ở đây có hai dãy đi vô. Bên đây là cái dãy bên phải nè cô chú. Còn cái dãy bên trái á, là các cô bán rau củ rồi đi ra phía sau là chợ cá. Ở đây có mấy chú chạy xe ôm buổi sớm nè. Chào chú, sáng giờ được mấy cuốc rồi chú? Có ngàn nào đâu mà cuốc. Chưa luôn hả? Đợi mày, chở mày nè. Dạ con có xe. Chưa có chở cô nào đi dễ cho hả chú? Tao tính đủ mà cứ ngược chở miễn phí
Dạ. Chợ miễn phí hả chú? Chợ miễn phí cho bà con đi qua tham quan chùa Lá Sen luôn đi. Ừ. Dạ. Vậy đi ra qua chợ luôn nè. Còn có xe mà chút xíu nữa. Ở đây chắc mấy chú chạy xe cũng lâu hả chú? Hai mấy năm rồi. Dạ. 22, 23 năm rồi. Dạ. Cái chợ này được hình thành không biết lâu chưa hả chú? Chợ hồi giải phóng. Dạ, từ hồi 1975 tới giờ ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Chợ này chợ quê, chợ xã nhưng mà thấy cũng đông lắm cô chú. Ở đây có cái quầy trái cây nè cô chú. Rồi. À, sầu riêng nha. Rất là nhiều sầu riêng luôn. Rồi. Quầy trái cây này bán sầu riêng quá là nhiều luôn nè. Bên đây là cái khu mà chợ trời, chạy chợ. Ở đây em thấy có bán quần áo nè cô chú. Đấy. Mình đi sâu bên dưới cũng rất là đông luôn. Rồi, em sẽ đi cái đường cánh bên phải cô chú, quay các cô chợ ruộng. Đấy. Ở đây em thấy có anh chị này bán chuối chiên nè. Đấy. Chào em, cho anh xin vay xíu nha. Đấy, chuối chiên. Chuối chiên khoai lang lắc. Bánh tiêu. Chị là mối ba, chị là mối bánh chuối đây hả chị? Đúng. Lâu lâu mới mua cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Này gọi là khoai lang chiên ha. Dạ khoai lang. Khoai lang. Mười ngàn cũng rất là nhiều cô chú. Chiên bánh chuối. Cái đồ chiên này mình chế hả? Hay là mua? Tự chế à? Giờ đa số bà con hay chế giống vậy nè. Sao con? Đấy. Chuối chiên. À, bánh tiêu. Dạ. Bán cho anh 10.000 khoai lang luôn đi. Dạ. Đây mình bán đây lâu chưa em? Dạ em bán lâu rồi. À. Wow. Em bán ở dưới cầu Dừa lâu rồi. Cầu gì? Cầu Dừa. À, bây giờ chuyển sang chợ luôn hả? Dạ. Này mình bán nhiều ký mà 10.000 bán cũng nhiều quá. 50.000 ký. À. Cân ký luôn rồi chú. Rồi em cảm ơn nha. Rồi đi chợ tiếp cô chú ơi, em sẽ đi vòng qua phía trước, đi cái cánh bên kia trước nha. Đấy. Rồi. Rồi chào các chú nha, con đi chợ tiếp. Ở trong đây là cái đường lộ ở đây buổi sáng cũng rất là nhộn nhịp đó cô chú. Đó. Phía trước lộ thì cũng có một số quán cà phê nè. Cô này thì mới đi chợ. Mình thấy ở trong đây có mấy chú ngồi uống cà phê. Trong đây là khu nhà lòng ăn sáng hả chú? Uống nước, ăn sáng là phía bên kia hả chú? Dạ dạ. Dạ. Đây là quán nước cô chú. Em thấy bên đây có chú nướng thịt. Đấy. Quầy bánh mì ở đây. Đó. Chào cô.
Đây mấy chú ngồi uống cà phê nè. Chào chú, sáng nay đi uống phê chú. Ừ, sáng nay uống phê. Dạ. Đây mấy chú lớn tuổi uống cà phê nè. À, chào mấy chú, cho con hỏi chợ này có được bao nhiêu năm rồi hả chứ các chú? Dạ. Lâu lắm hả chú? Lâu đời lắm rồi. Dạ. Từ xưa giờ thì cũng có một tên hả chú? Có tên một à? Có tên một là chợ Hòa Tân thôi. Dạ. Thì con đi quay phim giới thiệu chợ quê cho bà con coi. Con hỏi cho biết cái tuổi đời của ngôi chợ. Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm hả cô? Dạ. Cái chợ này thành lập là trước cái bà này ra đời. Buổi sao mở cho mấy biết. Đây đó. Bây giờ quay bà này đưa lên mạng coi. Đó, bà này là hồi trước vậy là chủ trì đó. Bây giờ cô năm nay là được mấy cái xương xanh rồi cô? Mười tám chú mười tám mà chú kia nói 81 kìa. Không đừng có xấu thì chứ không con đó hả chắc trên dưới 50 à 63 hả. Dạ tuổi này còn xinh lắm nè. Dạ tuổi dữ mà tuổi rồi tuổi sáu. Dạ con mua chú giờ đẹp trai rồi giờ mấy đẹp trai. Dạ rồi cảm ơn cô. Vậy là cái chợ này tên 60 mấy năm rồi. Mấy chục rồi. Mấy chục năm rồi. Dạ. Chợ này nói chung là mấy đã trăm năm rồi. Dạ. Chợ này là lập rồi đó. Tôi nghĩ mà thành lập mà cái xã thì có rồi chợ này rồi. Dạ. Rồi cảm ơn cô chú nha. Rồi con đi chợ. Cái đưa bà này lên mạng. Quay rồi. Dạ. Nói nha. Nói đẹp chừng nào đi phục hiểu không vậy. Bên đây cũng rất là đông cô chú ngồi uống nước bên đây nè. Đấy. Bây giờ em sẽ đi vòng ra ngoài mình đi vô cái cánh bên đó nha cô chú. Ở đây cũng có cái xe tải. Ở đây bán chạy chợ, bán son nồi đó. À giỏng luôn nè. Đó. Đây hướng đằng này cô chú mình đi thẳng chừng 100m có cây cầu đi qua bên sông kia để đi sang chùa Lá Sen. Ở đây thì bà con bán quần áo ngoài trời nè. Chợ này gọi là khu chợ trời. Đó. Ở đây cô chú bán cái gì nè? Thế mình bán trà hả cô chú? À sâm bổ lượng. Dạ. Sâm bổ lượng cô chú bán đông ly. Dạ 5.000 ly hả cô? À 15. Dạ. Cái ly ở đây là cô đậy bằng cái máy ép phải không cô? Dạ. Đây bên đây có sầu riêng nè. Chị em xin quay sầu riêng hết nha anh trai. Dạ. Dạ. Sầu riêng Thái hả? Dạ. Bên đây thì bán quần áo nè cô chú. Bây giờ khoảng 7 giờ mấy cô bây giờ bắt đầu đi chợ là đông á. Đây sầu riêng Thái. Dạ. Sầu riêng. Trái lớn có, trái nhỏ có cô chú. Sầu riêng Thái ghi 6 là khác hả anh chị? Dạ. À, Thái không phải là mỏng thon không? Là cái này là mỏng thon. Dạ. Đây sầu riêng à. Wow. Sầu riêng hôm nay là khoảng nhiêu ký hả anh trai? Thái thì nó 60 một lượng, ghi 6 thì 50. Dạ, ghi 6 rẻ hơn. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị. Bên đây chị bán cam 10.000 ký, 15.000 2 ký. Dạ. Chợ này bà con đi cũng lai gai hả chị?
mấy cô lựa quần áo quá trời luôn đây. Đó. Đồ đẹp đẹp không cô chú? Đây, bên đây là các cái khu nhà lòng ăn uống nè cô chú, ăn sáng ở đây. Và bên đây có bún riêu nè. Đó. Em quay vô cái khu ăn sáng cái nha. Bên đây thì có bún riêu, hủ tiếu, các thứ. Wow. Chào cô, chú xin quay giới thiệu chợ cái xíu nha cô. Ở đây bán hủ tiếu bún riêu hả cô? Dạ. Ở đây thì có rất là nhiều quầy nha cô chú. Đó. Rồi. Đây, cái nồi bún riêu của cô nè. Đấy. Nhìn hấp dẫn quá cô. Bún riêu. Đây. Dạ. Dạ. Con quay nhiều nhiều bà con biết cái nồi của cô không ạ? Vậy là cô là bà chủ hả? À, bên đây là chủ bán nước. Dạ, bên đây là cô chủ bún riêu. Dạ, kênh ống kính đó đây. Rất là đông bà con đi ăn sáng đây luôn cô chú. Rồi, cảm ơn nha cô. Để đi chợ tiếp cô chú anh. Bên kia, cái quầy bên kia cũng rất là đông nha. Thôi chợ bây giờ đông lắm, em đi chợ đi. Để hồi bà con về hết cái mình quay chợ không có được vui lắm. Ở đây thì có các cô ngồi ở đây bán rau đây nè. Chào các cô. Chợ hôm nay bán đỡ không các cô? Dạ. Quay là phải mua một bán. Dạ. Mua mà không biết sao con nấu đây nữa. Ăn mua nấm đi ăn mày. Dạ. Tại đi không có chưa có về á cô. Trên mấy cái chế biến là mua không được. Không đủ rẻ kìa. Quay lên dạ. YouTube không thầy? Dạ. Lên YouTube không? Dạ lên YouTube. Anh đi chợ hả? Dạ. Dạ rồi nay quay anh lên YouTube luôn. Có này đẹp mà quay nó nhiều lần. Sáng ngày mới ăn phở hay gì đây? Wow, quá đã luôn rồi. Bên đây thì chị bán bắp nè. Ở đây như bà con đi chợ cũng chủ yếu bà con đi sâu ở bên dưới thì nhiều. Dạ. Kênh của em là ống kính đó đây. Dạ. Đấy. Bên đây các cô bán rau nè. Bên đây chị bán bắp. Cô thì bán chuối. Cái này chuối sim hả con? À chuối ngự. Chuối ngự là chuối. Chuối ngự là chuối gì ta? Chuối là chuối ngự. Chắc chuối sim quá. Không, không phải là chuối ngự. Chuối sim khác chuối ngự. Có phải là chuối sáp không phải? Sáp không phải luôn. Chuối hột. Không luôn. Chuối dòng. Không luôn. Chuối ngự riêng nữa hả? Ngự ngon lắm, người ta ăn như chuối sáp vậy. Dạ. Cái này mình bán sao cô? Bán 5.000 cho 4 trái đó. Dạ. Rồi có mình con à, cô bán cho con 4 trái luôn đi. Mua chuối phải mua bắp nè. Dạ. Bắp cô bán sao? 5.000 trái. Dạ. Hai trái ha. Dạ. Mình ăn mua hai trái được rồi. Lấy hai trái đi. Hồi nãy quay đâu mua đó. Mua chứ hồi con đậu con đi mướn xe tải luôn quá. Ở đâu quay cậu? Dạ. Dạ con ở Tiền Giang. Bỏ chung đi cô. Dạ tại con đi rồi con ấy chứ không có về con. Tại em không có về nhà. Dạ đi. Dạ có một mình ăn. Có một mình ăn cái này chắc cái thành thánh giống luôn nè. Dạ.
Rồi cảm ơn các cô. Lắm mà. Dạ. Sách không nổi đâu. Dạ. Đây bắp nếp ha. Cho cái hạt bự quá, cho em xin quay cái hạt cái. Đây. Bắp nếp bán ngang. Wow. Ngon quá chị. Nè, dạ. Ta bắt dạ. Là bắp đầu á. Nù là cái đầu nó nù ra ha. Đầu nó nù ra đây, cái hộp nó lên tới trên đây luôn rồi. Dạ dạ. À. Hộp lên tới gọi là nù. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn cô. Ở đây cô đi chợ bằng xe đạp nè. Cô đi bán hay đi chợ cô? Cô đi mua chút bánh gì ạ. Dạ. Chợ này hình như em thấy cũng có lác đác đồng bào bà con Khmer sinh sống ở đây cô chú. Đây cái biển hiệu chợ Hòa Tân ở đây nè cô chú. Rồi em đi tiếp bên dưới nha. Đây bán đông quá, đông quá. Đây cô bán gì đây? Đấy. Dạ ở đây cô bán gì cô? Cô bán tép chứ gà má. Dạ cho con, nó canh à. Cho con xin quay mấy con tép cái nha. Đây đây đi. Tép rồng. Tép rồng. Chín bán rau mà. Dạ. Cái này mình đặt lợp hả cô? Đặt lợp bán cả. Dạ. Đây có rau má nữa nè. Tép này chắc có giá hả cô? 15.000 cây một cây. Dạ vậy là hôm nay có giá rồi. Dạ. Vậy là hai mẹ con đi bán đây. Đúng rồi, dạ. À, sinh viên hả? Sinh viên năm mấy rồi em gái? À, em học ngành gì? Marketing hả? Wow. Marketing là ra phụ mẹ đếm tiền nè. Đúng rồi đó. Dạ. Ra đây là phải rau nha, mới giống marketing được. Đấy. Dạ. Rồi, cảm ơn cô, cảm ơn em nha. Đấy. Ra đây là phụ marketing cho mẹ nè, chứ không đâu hết trơn á. Wow, ở đằng kia có cái anh trai ảnh thổi sáo rất là hay kìa cô chú. Cái anh này có hay ở chợ này không hết cô? Dạ. Giới thiệu chợ YouTube á. Dạ. À, dạ quay YouTube không à? Anh đi chợ hả? Dạ. Đây, anh hỏi rất là hay luôn.
Wow, quá hay luôn. Hay quá cô chú. Ảnh hỏi cả chợ ai cũng nhìn ảnh hết trơn. Hay quá anh ơi. Anh ơi cho em hỏi cái bài vừa rồi là bài gì vậy anh? Em nhớ cái điệu mà em quên cái tựa rồi. Đêm mưa nhớ mẹ. Đêm mưa nhớ mẹ, dạ rất là hay luôn. Anh hỏi mà em thấy bà con xung quanh chợ hầu như ai cũng trầm lắng mà nhìn anh để nghe hết trơn á. Bài hát rất là xúc động luôn cô chú. Cho em hỏi thăm xíu được không anh? Dạ. À, hiện tại là anh ở đâu? Anh ở Cần Thơ. À. Rồi anh đi lại đây bằng gì? Dạ là mình thuê người ta hả anh? Đi cho thằng em nó bán đồ. Dạ. À, anh bán gì? Em bán ít dép thôi. À, ủa em thấy anh có bán gì đâu? Thằng em bán ít dép. Anh bán tám bông hôm nay hết hàng chưa về. À, có nghĩa là anh đi theo em của anh bán dép á hả? Vâng. Dạ. À, mắt của anh là bị từ nhỏ hả anh? Anh bị từ lúc 5 tuổi. Dạ, còn hiện tại là anh sống với ai? Anh là từ cùng em trai. Dạ, em trai của anh là có gia đình không? Có. Dạ. Ba mẹ anh có, cũng ở riêng hả? Ba mẹ dạ. Mất hết rồi. Mất hết hả? Dạ. Thì hàng ngày thì em của anh đi bán dạo rồi cái anh cũng đi theo để phụ vậy đó ha? Vâng. Dạ. Anh chờ em một xíu nha. Hôm nay có duyên gặp anh ở đây á. Em thay mặt cho cô Mai Lon gửi tặng cho anh món quà 200 ngàn nha. Để tiếp anh trong cuộc sống. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi chúc anh có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Nhiều may mắn nha. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Hình như là anh nói giọng Bắc hả? Vâng, anh gốc Bắc mà. Dạ, nhưng mà mình sinh ra ở Cần Thơ anh. Hay là sau này mình mới vô? Lúc 10 tuổi là anh vô. Dạ dạ dạ. Rồi, thôi em chào anh nha. Vâng. Dạ dạ. Ở đây cô bán rau, con thấy có rau diệu hả cô? À, có rau diệu nè. Đó. Có dạ, có một nải chuối mini. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Ở đây thì cô bán nhãn nè cô chú. Ảnh thổi sáo mấy cô trầm lặng nghe thổi sáo luôn. Cô thấy ảnh thổi hay không cô? Hay. Hay hả? Bình thường cô hay nghe ảnh lại đây thổi cho cô nghe không? Lâu lâu mới gặp ảnh lần ha. Dạ. Hồi nãy ảnh thổi vậy cô có nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ mẹ. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Đấy, cô ở đây cũng bán giải nè cô chú. Rồi. Cô bán nhãn chứ. Cái này nhãn tiêu phải không cô? Dạ. Dạ. Chợ đông lắm cô chú. Đây bên đây cô bán bưởi nè. Đấy. Dạ con quay giới thiệu chợ cô. Dạ. Đây có chị bóng bông nè. Quay chị bóng bông luôn nha. Dạ. Bán bông giờ mới soạn hàng hả chị? Không, bán hàng hết giờ mình soạn lên xô. À dạ, vậy là sáng giờ bán hết rồi. Dạ. Đó mình để vô xô. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Đây là cô chú, bên đây em thấy có cô bán mít nè. Em lại quay mít cho cô chú xem nha. Chào cô, cho con xin quay mít cái nha cô. Cái này gọi là mít gì cô? Mít tố nữ. Mít tố nữ mà trái bự hả cô? Mã lai á. Dạ. Chị là mã lai. Mã lai. Dạ. Và thấy mít bự lắm cô chú.
đây mít. Đấy, bên đây là xoài nè, mãng cầu. Rồi con cảm ơn cô nha. Ở đây các cô cũng bán rau vườn à. Yeah, chào cô, hôm nay bán được không cô? Dạ đây bán được nên cô cười tươi quá, tươi luôn nè. Đây, ở đây là cải măng dưa hả cô? Dạ. Dạ, ở đây có ớt hiểm nè. Đấy. Rồi, cảm ơn cô. Đây, bên đây là có cái dừa bán cây kiển, hoa kiển nè cô chú, cây cảnh. Đây có cô bán cô cái này gọi là gỏi hả cô? Dạ, gỏi dưa chua đây cô chú ơi. À, làm bằng rau muống với củ cải. Dạ. Hấp dẫn quá, cảm ơn cô nha. Bà con mà muốn ăn cái món này ra chợ Hòa Tân gặp cô nha. Bên đây có nấm rơm nè cô chú. Đây, nấm gơm rất là tươi luôn. Nấm gơm miền Tây. Dạ. Nấm này nhà tự làm hay gì hả chú? Ổng còn đứng ngoài đây nè. Dạ, đi đếm lại ha. Rồi, đi tiếp cô chú ơi. Đây, bán khóm nữa nè. Đây, các cô đi chợ về xách đồ lính kính luôn. Đây cá, cá trê, trê trắng ha anh. Ờ, mua thả. Thả hả? Dạ. Anh trai anh thả cá trê trắng bự bự không mà. Đây có cửa hàng bán hoa kiển, cây kiển nè cô chú. Đây bên đây chị bán khóm nè. Đấy. Ở đây mình xài khóm của Tân Phước hay là của vùng Kiên Giang của chị? Dạ. Tân Phước là gần nhà em nè. Dạ. Vậy là muốn coi cái kênh của em là kênh của em. Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Chị nghi nghi rồi. Thấy em rồi. Thấy cầm máy quay quay sáng hả? Chị có một là ống kính đó đây. Quay quay cái cô bán khóm đưa lên YouTube. Hai là đó đây An Giang nè. À vậy chị quay cô này đưa lên YouTube coi. Dạ. Ủa vậy chị bình thường cũng có coi kênh em hả? Có khi chị thấy up lên chị có coi mà. À dạ. Rồi. À. Trời, em cảm ơn chị nha. Chúc chị bán được nhiều hàng nha. Rồi, chị cảm ơn. Dạ. Đây khóm chín rất là ngon cô chú. Lên YouTube em. Tên gì à, kênh của anh là ống kính đó đây. Ồ. Hình như em nghe rồi. Dạ. Có coi rồi. Kính đó đây. Rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn em. Đây. Khu phía sau là chợ cá cô chú, đi ra khu chợ cá đi. Đấy. Dạ. Chị đang nghe điện thoại mà. Đây chị gái sáng nay nóng quá vừa bán vừa quạt hả chị? Để bữa sau em lắp cái máy lạnh tặng chị nha. Lắp ngay chợ nè. Dạ. Rồi cảm ơn chị. À, chị vừa bán vừa quạt luôn. Cô bên đây cũng bán rau nè. Hôm nay bán đỡ không cô? Chậm hả cô? Dạ. Dạ con quay lên YouTube á cô. Dạ. YouTube cho bà con mình coi. Dạ. Các cô kiếm chợ Hòa Tân. À, dạ. Dạ. Kênh ống kính đó đây. Dạ. Đây cô bán hột vịt nè. Đó. Cái này là hoa thiên lý hả cô? Đấy. Dạ. Bên đây có ốc bu nữa nè cô chú. Đó. Wow. Đây có bông súng nữa nè. Đó.
Dạ. Đấy, này bông súng Đà Lạt. Đây chợ quê nhưng mà con thấy các cô đi cũng đông. Nhưng mà chắc kinh tế khó khăn nên bà con chi tiêu cũng có kiểm soát. Dạ. Dạ. Đây cô bán heo quay nè. Đấy. Dạ. Hôm nay mình bán được một con không cô? Một con luôn ha. Thường mình quay một con mấy ký cô? 40-50 ký ha. À, chợ siêu ở quê mà cô bán ngày được con cũng rất là hay cô chú. Mình quay vậy mình bán được nhiêu ký hả cô? 150-160 à. À sao rẻ quá ta? Ừ, ở quê mình rẻ. Dạ, còn mua thịt sống là nhiêu ký cơ? Sống là 50 ngàn. Ủa? Ở đây có 50.000 ký thịt heo hả? Ở 50 cho bỏ chi phí tình nhưng mà con không có lại á. À. Không, ý con nói mình ra chợ mình mua thịt ngoài chợ ra xẻ là nhiêu ký? Cái đó bán hàng có hồi đó 190 ngàn. Dạ. Trăm mấy bọn này mình mua heo bỏ. Mua heo hơi là 40 ký, 50. Là 50.000 ký. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô. Hỏi để bữa sau con cũng mở bán heo quay. Rồi em cảm ơn nha. Đấy. Cô bên đây bán quần áo cho em. Dạ 100.000 bốn bộ. Dạ. 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 Cô bán chạy chợ thôi cô. Dạ, đây cô lớn tuổi mà cô cũng chạy chợ được rất hay nha. Chạy chợ. Dạ. Con dạo mà. Dạ. Cảm ơn cô. Đây bên đây có các cô bán bánh bên đây nè cô chú. Dạ. Đây, cô xin quay bánh giới thiệu với các cô. Dạ. Ở đây mấy cô bán bánh rất là vui luôn. Dạ. Chị mua nguyên một bánh chị khoe luôn à. Ở đây hai người bán riêng hả cô? Hai cô bán nhưng mà rất là bự cô chú, cái quầy rất là bự luôn. Đây. Ở đây em thấy có bánh tiêu nè, bánh kẹp. Đó. Dạ. Bên đây là bánh dừa. Này bánh dừa phải không cô? Bánh lá dừa. Dạ, còn cái này là bánh mặn nè. Canh chi chân. Dạ, có bánh canh luôn. Chú nhà bạn. Dạ. Có bánh ít trần nữa kìa. Nè ít trần mặn hay ngọt cô? Ngọt. Trần ngọt ha, nhìn dừa ha. Mình bán sao đây cô? Thì đây 10 ngàn. Dạ, rồi. Con mua một bịch đi. Dạ. Đây con gửi. Đây. Đây đưa chú con vậy. Dạ dạ, chị bên đây cũng bán bánh nữa nè. Đây. Dạ. Bên đây mình có bán cái bánh gì khác cô không chị hay là giống nhau luôn ha? Dạ. Đây. Dạ, bên đây khoai mì nè. Đó, bán đắt quá giờ này hết luôn rồi. À, em cảm ơn nha chị. Đây bên đây là lúc sớm em thấy nhiều lắm mà tại em đi quay từ từ vô là mấy cô bán hết. Đấy. Nãy bài mấy cô thấy hả? À. Cái đó là cái gì vậy? Dạ con quay phim. Dạ. Cảm ơn nha chị. Bên đây chú cũng bán rau má nè. Dạ. Bên đây cũng có một số cửa hàng. Đấy, bên đây bán thức ăn gạo. Đây chị bán ốc đắng nè. Ốc đắng 20.000 ký. Đấy. Chợ đông vào buổi sáng, còn đi vô tới đây thì lưa thưa nè cô chú. Khúc ngoài đông ha, nhưng mà trong đây thì lưa thưa. Đây bên đây mấy cô bán mít gì nè. Đấy. Cái mít nhỏ này mấy đúng là mít tứ nữ phải không cô? Dạ.
Wow, cho con quay cái. Không phải là đây, cái tái nhỏ xíu mà cô khui nhiều muối lắm luôn. Dạ. Này nguyên phim bên đài hay là dạ. Cộng đồng. Dạ con quay lên YouTube á, cộng đồng mạng á cô. Dạ, giới thiệu chợ cho bà con xem. Nay quay trúng cô mua mít luôn rồi. Thôi bịt khẩu trang rồi. Dạ. Ai cũng xin hết trơn mà. 8.000. Dạ. 8.000 ký mít tố nữ. Có chén nào không? Cân cái cái. Đấy. Mít này ngon quá. Trời ơi, tham mấy cái chọn có muối rồi để tôi lấy cho bà. À. Mấy cái mà nằng nằng về mấy có muối hả con? 7.000 cho rồi rồi. Cô chú thấy cái trái nhỏ nhưng mà muối rất là nhiều luôn. Hôm bữa mấy chợ trước em đi quay khui ra không? Có 2-3 muối à. Lâm vườn nhà có. Đây cô làm cá sặc nè. Sáng thấy cô có cái thao cá sặc, giờ cô làm rồi thấy cô. Dạ. Đây là cá mè nè cô chú, cá mè cô làm nè. Cái này mua về chiên. Rồi cảm ơn cô nghe. Đây ở đây cũng có cô bán chanh nè. Sáng giờ bán đỏ không cô? Dạ. Đây chị mua, bên đây chị bán thanh long. Dạ. Thanh long này ruột trắng hay ruột đỏ hả chị? Dạ. À, thanh long ruột đỏ. Em cảm ơn chị. Cô bên đây cũng làm cá lòng tông nè. Cô cho con xin quay cá cái nha cô. Dạ. Đây cá chốt, cá sặc. Cá chốt, cá sặc. Cá lòng tông. Cá này mình đặt giớn hay là sao cô? Đặt giớn nè. Giớn trong bờ bao. Dạ. Cái này về kho tiêu ha. Wow. Kho bỏ tấp mỡ vô. Các bà mẹ con bà cháu đi chợ lả không? Con mới tép nữa nè. Đây. Đó. Phía sau á, mấy cô đi chợ mua xong cái mấy cô giờ đi ra về. Đấy. Chị kia mua cá của cô kìa. Con cảm ơn nha cô. Dạ. Ở đây có bán heo quay. Bên đây anh bán giải. Nguyên có mà rách cũng có hả anh trai? Nguyên có, lũng có mà rách luôn cũng có. Đây một khúc có 35.000 à cô chú. Ai mua 3 khúc là 100. Ai mua 1 chục khúc tặng luôn luôn khúc. Ai mua 2 chục khúc mà nếu không có chồng thì tặng luôn luôn, tặng giải luôn. Quá dữ luôn rồi. Ai biết chậm súng không? Dạ không. Có làm gì YouTuber không biết chậm súng hả? Dạ không, em đi quay chợ không mà. Không có đi quay tin nóng cho nên không biết. Cái thằng chậm súng mà hồi trước là Lê Văn Thiện nó quay rồi nó đưa lên đó, hôm qua nó làm rất dơ rất dữ cái tàu này. Ủa, nằm ở ngoài đường luôn hay là sao? Băng thước. Cái nào? Nguyên cái đó băng thước. Dài lắm. Cái này có loại khúc nữa nè. Có khúc mảnh nữa. Là ảnh đi bán cái gì anh trai? Hả? Ảnh đi bán hay sao anh Trọng á? Trọng đó hồi đó là một cái à em nhớ rồi. Mình nhớ lên là cái thằng mà nó xe lâu nó kéo 6 người á. À nhớ. Nhớ nhớ rồi anh nhắc vậy em mới nhớ. Là bây giờ anh bây gặp giờ, ảnh ở đâu? Bây giờ làm như là không có ai tài trợ nữa mà nó làm mà nó theo mấy YouTuber nó làm mà nó đâu có view like gì đâu. Dạ. Cái đầu óc không có đâu có tư duy đâu mà lên kịch bản. Rồi hôm qua giờ nổ chết mẹ.
Hôm qua anh gặp ngoài cái tàu anh đi bán hay là anh làm gì? Bán đâu, nằm không biết nằm gì mà ngủ 3-4 giờ khuya xuống tôi bán ngủ nằm giấc giờ giấc dưỡng. Bốn đứa con, hai với con vợ đi có chiếc xe à. Mà sao chở cũng hay trời. Ngủ ở chợ cái tàu hả? Cái tàu. À. Ngủ ngoài trời vậy nè. Trời đất. Ngủ chết mẹ luôn. Phải hồi đó mà lúc mà có nhà tài trợ rồi này kia mà nó đi làm chuyện khác đừng có đi theo cái này á. Dạ. Nó làm đợt đó hình như cũng được mấy trăm á. Dạ, hồi ngày xưa em nhớ ngày xưa cũng nhiều bà con ủng hộ giúp đỡ. Mà ví dụ như nó đi ra làm công nhân hay này kia nọ thì chắc nó duy trì được. Dạ dạ. Ngày xưa mấy đứa bạn em cũng có quay á, anh nói em mới nhớ. Ừ, dạ. Đó. Đi qua nằm giúp giữ dưới chợ cá tàu á. Chợ cá tàu tôi nhớ mình có xuống quay rồi phải không? Có. Bữa có quay gặp anh hả? Ừ. À. Nằm ngay chân chỗ tao bán giải ngay chân chỗ đó rồi đó hôm đó. Đó. Dạ. Nằm trên cái tượng đài á. À cái chỗ tượng đài là chỗ tượng đài cách đây khoảng tháng mấy hai tháng có người chết đó luôn á. Ừ. Có cái ông kia ông cũng chết đó luôn á. Ông dạ. Thuốc có thước có đủ loại. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi hơi nhiều chuyện chút xíu cô chú, mình đi tiếp nha. Xấu sao bán được? Mỗi ngày bán giải lần nào cũng nói tốt không à? Không mà giải này ở được có đây là giải nguyên có mà lũng có mà rách luôn cũng có nữa nha. Đây các cô lại mua giải quá trời luôn nè. 35.000 tiền Việt Nam. Ai đưa tiền nước ngoài là tôi không có nhận, tại nhận không biết đừng nói. Giải nó ba nè đẹp không? À, thấy có cái chỗ nào mà nó giải nó rẻ như cái chỗ này không? Mấy cô mua về may đồ á cô chú. Mấy chỗ khác nó rẻ là rẻ hơn nữa. Bên đây chú này nạo cá thắt lát nè. Chả cá thắt lát hả chú? Ba cá mè. Dạ. À cá nằng hai. Đây cá nằng hai. Cảm ơn chú. Đây chú làm chả rồi nè cô chú, có hành đồ ha. Ngon quá. Rồi bên đây cũng đông nè cô chú, ở dưới đây cũng sơm nè. Anh thấy như có hát nhạc rồi không biết sao quay đi nữa. Dạ con quay giới thiệu chợ quê. Đây cô chặt một măng nè cô chú. Một măng này măng gì bự quá hả cô? Cái này măng chặt gì dữ vậy? Dạ. Chặt hết trơn rồi. Bên đây cô bán cá rô phi cá lóc nè, cá đồng, cá rô đồng, cá lau kiến luôn. Hầu như là cá lau kiến chiếm đa số ở miền Tây nhiều lắm luôn. Hầu như bây giờ miền Tây miền Đông gì cũng có cá lau kiến hết. Có cá sặc nữa nè cô chú, sặc giá hả cô? Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Bên đây có bán mít nè, cũng có trái sake. Chào cô. Dạ. Mít mà lai. Dạ. Chợ hôm nay bán đỡ không cô? Dạ. Đây, bên đây cô cũng bán gào. Bên đây chú bán cá sặc hả chú? Wow, cá sặc ngon quá. Con xin quay cá sặc đây nha. Đây. Cá này đặt lờ hay sao chú? Đặt lờ. Dạ. Đặt theo mấy cái bọt của nó hả chú? Dạ. Đấy. Cá sặc ngon quá cô chú. Cá này về khô, khô, giòn. Dạ. Cô chiên giòn cũng ngon. Dạ. Chiên giòn thì mình để giải luôn. Ngon đó, lắm. Chiên giòn đến giải bằng luôn hết trơn á. Vậy hả? Rồi, chiên cái giòn ăn cái xương nó béo. Dạ dạ. Tại hồi đó con thấy mấy ông nhậu chiên xù hay để giải luôn. Có cái nói là không ngon. Không ngon nha. Có dạ. Chị bằng ra hết trơn á, giải trơn. Chiên là vàng, thịt vàng, sáng, ăn sao nó vậy. Vậy con cá tay tượng, cá kia thì mình mới để giải hả chú? Cá tay tượng mới để giải ha. Cũng là tay tượng để giải chiên chù. Dạ. Còn không nó giải, nó giải ông hấp tương. Dạ. Tương với nó cách vừa khô. Dạ.
Dạ. Ba cha chồng mình ăn. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Dạ. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ. Thôi em đi chợ tiếp cô chú ơi. Hồi nãy có cái chú kia ổng hát nhạc lớn lắm. Bây giờ ổng tắt rồi. Giờ em đi chợ tiếp. Dạ. Bên đây mấy cô cũng bán cá nè. Đấy. Bên đây thì bán cá bè. Em xin quay cá xíu nha chị. Dạ. Đây, bên đây chị bán cá nè. Đây chị có bán ba khía nè cô chú. Đấy. Đấy. Đây có hến nè. Đấy. Dạ con không mua cô. Hôm nay bán đỡ không chị? Dạ. Đây cá rô. Ở đây khu bán cá bà con ngồi ở đây rất là nhiều luôn cô chú. Giờ xuống đây hả cô? Xuống đây gặp cô nữa. Dạ. Ở đây cô này bán cái càng con gì nè? Càng này càng rẻ hả cô? Chắc càng rẻ quá. Cô cho con hỏi cái này càng rẻ hả cô? Cua biển hả? Dạ. Cua cái mình đâu mà cô bán cái càng không à? Mình bán. Dạ. Răng me. Dạ. Răng me cái để cái càng lại bán riêng hả? Dạ dạ. Đây có bông điên điển nữa nè cô chú. Wow. Có mắm nữa nè, con xin quay mắm cái nha cô. Đây mắm mắm cá linh cô chú với mắm cá rô. Mắm cá rô phi. Rất là thơm cô chú ơi. Ở đây em thấy cô có bán cái loại ớt tiêu nè. Cái này ớt tiêu đúng không cô? À, cái này con thấy bà con hay gọi là ớt tiêu. Nhưng mà mình ăn cái này rất là ngon hả cô? Ngon lắm đó. Dạ. Con có ăn rồi. Nó cũng có dây dây như là cây tiêu vậy đó. Dạ. Con điên điển nữa. Rồi cảm ơn cô nha. Thì xuống bên dưới xíu cô chú. Rồi, bên đây cô bán cá này cá sát phải không cô? Con. Dạ, cá dồ con hả? Dạ. Đây, bên đây chú đi xin tiền. Em nghe bà con nói như là chú ở đây luôn hả chú? Dạ. Chú ơi. Chú. Chú không có nói được hay sao hả? Chú này không có nói được hay sao hả chú? À. Dạ. Tật tay hay là tật cái gì vậy chú? Dạ. Ý nói là tật cái tay hay là tật cái gì? Tật bẩm sinh không nói chuyện được. Không nói được luôn hả? Dạ. Hồi nãy con lúc đầu vậy không á. Dạ. Chứ đi bình thường như mình về đi không được. À chú có gia đình gì không á? Ông ở của mình ơi đâu mà. Dạ. Vợ con gì chứ? Có vợ. Ai? Hồi nãy chị kêu em hả? À mà con hỏi chú không nói chuyện á, chị biết cái chú này sao không? Hả? Chị biết chú này sao không? Tại hỏi không thấy chú nói chuyện nè. Tại ổng mấy vậy thôi, cứ quẹ thôi chứ đâu. Ý nói là hoàn cảnh của chú sao á? Khó khăn. Dạ. Khó khăn mới đi xin gì. Dạ, là cũng ở đây luôn hả chị? Dạ. Ông kính này kính gì ạ? Dạ, ông kính đó đây. Kính đó đây hả? Trời ơi, hay coi lắm. Vậy hả? Dạ, cảm ơn chị. Vô là mình lại lía luôn á. À chị cái like. À có bình luận không? Mốt bình luận cho em với. Không bình luận nhưng mà chị like á. Dạ mốt bình luận cho em với. Tao thấy là tao like à. Dạ. Hiện tại là chú sống với ai hả chị? À. Hỏi chú thì không nói mà mấy chị này cũng không biết. Chú đeo cái khăn rất là tơi tả luôn. Chú ơi, chú nghe con nói không chú? Dạ. Chú nghe nhưng mà nói không được. Chú nói không được phải không chú? Dạ. Chú ơi, con gửi tặng cho chú 200 ngàn nha. Đây là số tiền của cô Mai Loan. Dạ. Dạ thôi con chào chú nha. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ.
chú có nói được đâu. Giờ mỏng đi. Dạ dạ. Thì thôi em cũng thay mặt cô Mai Loan cảm ơn, thay mặt chú cảm ơn cô Mai Loan nha. Cô chú. Dạ dạ. Dạ. Cho lên like. Miễn nó có dạ. Lên là tao coi là tao like à, không có thôi, không có lên thôi, có coi lên là like à. Dạ, cảm ơn chị đây, nay gặp khán giả ruột rồi cô chú. Ghét cái vụ mà lên câu cái chửi người ta trời ơi, chửi lên gì? Ai chửi? Thì cái đợt em á nhiều người ta bình luận. Dạ. Này mình bán gì vậy chị? Cái bán sinh tố hả? Bán sữa, đậu nành nguyên chất. Dạ, làm ai uống anh sai liền luôn hả? Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Gột nha chị Gột. Dạ. 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 Đây chị cũng bằng cá đồng nè. Đây. Thì mình bán cá hôm nay bán được nhiều không chị? Dạ. Dạ. Đây cá sặc cá đô, ngon quá. Sạch cà đô có của đồng nữa đấy. Lương nữa khúc chỗ này gọi là chợ gòn nha chị, khúc chỗ này là ở trong vườn ra ha. Nó hay nó quay ra trên biển An Giang á, quay chùa này kia tao thấy coi lắm. Ai như cái thằng gì Sala TV hả? Không Sala TV chị nó nói chuyện nghe không hay. Bỗng Ngô hả? Tên vui vẻ nó bán thằng gì bỗng Ngô Mario hả? Phong Nghiệp rồi đó. Không phải Phong Nghiệp, Phong Nghiệp nó đi chỉ từ thiện thôi. Còn... chứ ai quay chùa ta? Cái thằng nó quay cái chùa này quay kia. Cái núi dài đẹp lắm. Nó quay núi này núi kia. Dạ. Không có tự nhiên mà nói tao quên mất tiêu rồi. Núi tới cho em. Dạ. Đây coi mấy cái đó đó. Rồi cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị nha. Phong Nghiệp đây với thằng Minh Tăng rồi đó đi từ mà. Có cũng có quay nữa. Bên đây mấy chị cũng bán cá nè. Ở trong nhà lồng đây là thịt heo. Những cái sắp sạp thịt heo, thịt bò trong nhà lồng cô chú. Bên đây chị này bán cá biển. Bên đây có cái quầy bún riêu nữa nè. Đó. Hủ tiếu hả? Hủ tiếu rất là ngon hả? Phía sau cũng có quầy hủ tiếu ăn sáng nha. Dạ. Wow, đây có con cá lóc quá bự luôn. Cá lóc đồng luôn hay gì cô? Dạ, con cá thì bự dữ trời. Cá lóc đồng. Dạ. Con cá này 2 kg không cô? Dạ. Quá bự luôn à. Thì sao bắt được hả cô? À, người ta đi xiệt á. Dạ. Bên đây có cá đồng, tép đồng với cá sặc nè cô chú. Wow, đây có con ếch bự quá cô. Đây, ếch bự quá cô chú. Tụi con ếch nó bự nè. Mua đâu? Ếch bự không chịu. Tụi con ếch nó quá bự luôn á. Ếch đồng. Rồi, cảm ơn nha cô. Ồ, cá lóc quá bự luôn cô chú. Cái này về nấu bánh canh. Cá cỡ 2 kg á. Bên đây chị này bán cá chốt. Còn con cá sặc hay chị? Đây cá sặc bướm. Đây cá lóc đồng. Cá chốt này trứng không à? Mùa này như mùa trứng đó sao hay chị? Dạ. Thường mùa mưa là cá rô có trứng, cá chốt có luôn. Rồi em cảm ơn nha chị. Thầy ơn sao có cây bàn, có quán hủ tiếu ở đây, đông lắm cô chú. Mình đi vô đây là khu chợ cá trong nhà lồng nè. Cái chú đi xin lúc nãy á, là nãy có chú kia nói là
chú không có con, nhưng mà như là chú đi sinh về nuôi cho vợ của chú, nhưng vợ của chú cũng bị bệnh. Wow, bên đây cũng có cá rất là ngon nè. Bên đây là ếch đồng hay gì vậy? Nuôi hả? Dạ. Kia chị có bán hến nữa kìa. Dạ. Đây có cá, cá này gọi cá bóng sệ hả chị? Đây. Wow. Cá bóng tươi quá cô chú ơi. Này chắc người ta đi cào ha. Đi cào. Dạ. Dạ. Ở đây có cá lồng tông nè cô chú. Dạ đưa lên YouTube. Quay mấy chị bán cá lên luôn nha. Dạ. Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Dạ. Dạ quay chợ với quay cá rồi chị. Dạ. Dạ, mùa nước em hay ra chợ ra đồng quay cá. Cũng sắp tới mùa nước rồi. Bên đây chị này lặt một nguyên một mâm tép luôn. Bên đây cô chú bán cá lóc đồng. Chào cô chú. Chợ hôm nay bán được không cô chú? Hơi chậm hả cô, tùy theo bữa ha. Dạ. Dạ. Thì cá lóc đồng, cá trê. Dạ. Con này cũng trê trắng hả cô? Dạ. Đây cá lóc đồng. Đây cô chú có bán rắn nữa nè. Trâu con cá. Cá làm giật mình luôn. Nó nhảy lên nó chào á. Dạ. Đây rắn hữu hành cô chú. Chỉ có con rắn nước nữa nè. Rắn hổ ngựa. Dạ. Hổ ngựa rắn nước là để chung. Rắn hổ hành á thì nó hiền cô chú, còn rắn ngựa với hổ ngựa với rắn nước nó dữ lắm nha. Lơ mớ là nó cắn. Đây, rắn nhiều quá. Con cảm ơn nha cô chú. Đem đây như cá linh hay gì nè. Cá này cá linh hả cô? Dạ. Wow, cá linh. Rồi, cảm ơn cô. Bên trong nhà lồng thì hơi tối chút xíu cô chú. Đây chị cũng bán cá nè. Đấy. Hôm nay bán được không chị? Dạ khỏe quá chú ơi. Dạ. Chú quay gì là mở gì lên coi được. Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Ống kính đó đây hả? Ống kính đó đây. Đó đây. Dạ. Đây là cái này là chị gì bán cá đó vậy? Chị tên Trinh. Chị Trinh ha. À. Rồi chúc chị mua mai bán đắt nha chị Trinh. Dạ. Dạ hình như tình hình chung rồi chị ơi. Đây đứng ở đây mình mới thấy được cá nè, đứng ở trong hơi tối. Giá nè. Dạ nó hơi ngược sáng. Rồi, em cảm ơn chị nha. Đây là cá nuôi bè cô chú. Trong đây là các cô bán thịt heo. Đấy. Rồi đi ra phim ngoài luôn cô chú ơi. Dạ con đi quay phim. Đây cô cũng bán cá đồng nè. Cá đồng. Đó.
Dạ. Cá bóng. Cá rô. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Đi ra bên ngoài cô chú. Đi ra đây đi ngược ra phía trước nha. Bên đây thì lúc sớm em đứng phía trước. Bên đây là cái cánh bên tay phải từ ngoài nhìn vô. Đây có bán gà vịt nè. Hello anh. Dạ. Dạ. Hôm nay bán đắt hả anh? Được. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha. Bên nhà, trong nhà lồng thì hơi tối cho nên là em không có đi vô bên trong nhiều cô chú. Đây có cô bán hành tỏi nè, chị bán hành tỏi. Hôm nay bán đỡ không chị? Em muốn chết luôn nè. Ấy hả? Dạ. Chưa được ký 900 cái đó. Cái túi này hình như là gọi là tỏi cô đơn phải không chị? Dạ. Cô đơn là nó có một cái củ một à. Rồi bên đây là tỏi không cô đơn. À. Chợ trong tiệm nó lấy bao tỏi nó bán à, cả tháng bên đây cô cũng bán bắp. Đây có trái lê kim ma nè cô chú, của cô bán luôn hả cô? Dạ đây là trái lê kim ma nha, nó chín rồi rất là đẹp luôn. À, đây là kiểu cái sạp bên trong nhà lồng. Bên đây thì cũng có một cái giải các cô các chị bán bánh ở đây nè. À, chợ này tới hai giải bán bánh luôn hả cô? Dạ. Bên kia bán, bên đây cũng có bán nữa nè. À, cô bán bánh bò, bánh chuối. Dạ. Dạ. Bây giờ mình gan gọc cái lá chuối đó về làm cái gì cô? Làm bánh gói nè. Dạ, tưởng đâu cô làm bánh tét. Nhận làm, đặt làm thì nhận luôn ha. Dạ. Dạ, mình làm cái nghề buôn bán này, buôn bánh này bao nhiêu năm rồi cô? Chắc có 20 rồi. Dạ, bán bánh nha. Dạ. Đấy. Rồi, cảm ơn cô nha. Chợ thì đông sớm mà mau tan đó chị. Vậy hả? Sao em thấy cánh bển đông lắm. Dạ. Ở đây các cô cũng bán bánh nè. Mà giờ này thì các cô bán hết bánh rồi nha. Cũng gần hết rồi. Dạ. Hơi ế hả cô? Dạ. Chợ này rộng lắm. Đó. Đây bên đây chị. Cũng. Dạ. Mình đi bưng đi hả cô? Dạ. 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 Bên đây chị cũng có bán bánh chưng nè cô chú. Đấy. Này gọi là bánh chưng gì chị? Bánh chưng chị cũng biết. À, bánh chưng nước trò phải không? Ừ. Dạ, bao nhiêu cái chị? 5.000 hả? Lấy cho em 2 cái đi. Với ủng hộ cô bên đây 10.000 bánh cam đi cô. Cho làm cân này tên gì? Cho mấy cô sung sung lại. Dạ tại con lỡ mua nhiều quá cô ơi, thông cảm cho con. Con dạ. Mời quên cái này không.
giá? Của chị 10 ngàn, của chị kia 10 ngàn, đứng đâu còn dạ. Hai chị chia nha. Giá. Dạ. Dạ. Cảm ơn con nha, ở dưới đây dạ. Nha. Để gì đó luôn hả? Thôi cho nó cái bọc bự bự cho nó rộng đi. Được không? Còn gì cảm ơn nha con. Dạ. Lan ơi, bánh lá dừa nhưng đậu lan. Dạ. 5 ngàn gì cô? Cô cũng được. Dạ, kêu món nào cũng được đi. Dạ. 5 ngàn miếng bự vậy đó hả? Trời ơi, sao rẻ chứ vậy? Ăn gì con còn miếng cơm cháy nè. 5 ngàn bự, miếng bự cho bá luôn. Ừ, chợ này vậy đó. Chợ này là bán rẻ không? Chợ khác miếng này người ta bán cỡ 15-20 ngàn á. Này gọi là bánh gì cô? Chuối. Chuối hả? Dạ. Quay tao, tao nổi tiếng, tao xét bánh, tao đi đổi đồ. Nổi tiếng có khi nào cô đổi đời cô bán vàng luôn á. Bán bánh mà cũng có tiền. Dạ. Lấy vốn mua lại mấy con ơi. Dạ. Cái bán mà cực khổ chứ không có lợi nhiều con ơi. Dạ. Tại mình không có văn chuyện làm gì là làm đại gì đó. Dạ. Thu nhập mình hàng năm có hết. Dạ. Mình bán bánh vậy ngày hỏi thiệt chứ ngày mình kiếm từ chi phí mình kiếm được 200 cô. Trời ơi đâu có người bán chợ này bán hết trơn hai thứ chừng lợi 100 ngàn cái gì ngay. Vậy ha. Đủ bữa cơm gia đình. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn các cô nha. Đây, bánh càm quá ngon luôn. Rồi chúc các cô các chị bán mau hết nha. À quên nữa, cái này là chùm ruột. Chùm ruột nghèo của chú. Đây cô này mua bông đẹp quá. Chị giận luôn hả? Chị em đây cũng đại lý bánh nè. Bánh mứt. À, mứt là cái này nè. Cái này gọi là cái gì? Mứt nè. Dạ. Mứt sấy. Chị bán cố định chạy chợ. Dạ. Bình thường mình bán đâu chị? Nhà mân cái tàu rồi hả? Dạ. Dạ. Chứ không có bán, chứ không ra mấy chợ bự ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Vậy là hôm nay là thứ sáu là chị bán đây. Rồi cảm ơn chị nha. Bên đây á thì cũng có bán đồ chơi nè cô chú, quần áo ha, các thứ luôn. Dạ. Dạ bên đây chị gột bán quần áo vải hay chị? Dạ. Chợ này bà con bán chạy chợ nhiều người bán chạy chợ, bán chỗ luôn hả chị? Dạ. Tại em thấy chị ngồi ngoài trời cũng tưởng luôn chị bán chạy chợ. Dạ. Đây. Quần áo đầy đủ luôn. Bộ vậy là bao nhiêu hả chị? Dạ. Nhiều giá ha. Có. Em hỏi đi, muốn em mở ra em bán luôn. Dạ. 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 Rồi em cảm ơn chị nha. Anh em quay bánh kìa. Dạ. Đây anh bán heo quay. Ngày bán được con không anh? Con bỏ con. Đã rồi ha. Dạ, quá đã. Con. Dạ. Tung lên mạng luôn không? Tung luôn. Tung luôn đi. Đúng. Dạ. Quá con nha. Dạ, biết đâu bữa sau bà con thấy ủng hộ bán ngày hai con luôn sao? Đúng rồi, ủng hộ ha. Dạ. Cho bà bán mới tép hai ba còn thèm bán mua hoài nha. Rồi, em cảm ơn nha. Ừ. Dạ. Đây cô bán bánh tét nè. Cô năm nay mấy mươi cô? 63 vậy mà ổng đồn 90. Dạ. Đấy. Ở đây là mình tự gói luôn hả cô? Dạ,
Dạ. Cảm ơn cô. Bên đây cũng có những cái sạp bánh nè cô chú, bánh bông lan ha, cốm. Đó. Bên đây là bà con đi ít hơn, với lại giờ này thì chợ thưa bớt rồi cô chú. Bên đây cô có bán ấu nè. Cô cho con xin quay ấu cái nha cô. Cô ấu bán ấu với chôm chôm. Đấy. À, trái ấu nhìn ngon quá cô chú. Ấu 13.000 hả cô? 13.000 ký cô chú. Cái ấu này nhìn giống cái sừng trâu nè. Ấu Đài Loan ha cô. Dạ. Bên kia thì cô bán chôm chôm. Có xoài nữa, mắng cầu ta. Con cảm ơn nha cô. Bên đây mấy cô bán bánh mì. Cô bán bánh mì giờ sắp hết hả cô? Dạ. Trời ơi, đi tới đâu có ai mà khi nó mua hồi nó xách nhẹ lắm luôn á. Mua bánh mì đi. Dạ, tại con mua nhiều quá cô thông cảm. Đây cô bán mì không. Dạ. Đây có xôi mặn. Đây cám gạo. Bên đây thì cũng có một số sạp bánh mì cô chú. Dạ vô hả cô? Đây cô bán gạo. Dạ cô bán gạo ha. Dạ. Gạo lúa. Hôm nay bán được không chị? Dạ. Đây là bánh mì heo quay. Dạ. À, bên đây các cô cũng bán rất là nhiều nè cô chú. Ở đây là có những cái xe bánh bao, xe bán nước dừa. Bên đây thì cũng những cái quầy nước, quầy ăn sáng lúc sớm em quay rồi nè. Đó. Ở đây cũng có một cái xe chuối chiên. Dạ. Thì chợ này có hai xe chuối chiên. Dạ. Bên đây em thấy có cô bán bông nè. Chị bán trái lê kima. Dạ. Con mua nhiều quá rồi. Dạ hôm nay bán hơi chậm hả cô? Dạ. Để coi giờ này khoảng 8 giờ chưa? Đúng 8 giờ 5 rồi. Chợ giờ cũng tan rồi. Dạ. Đây cô bán nhãn nè. Trái lê kima. Dạ. Cái này là ở nhà mình đi đếm hả cô? Dạ. Và lê kima này nó chín vàng tươi luôn nè cô chú. Dạ. Có chỗ thì người ta gọi là Wushima hoặc là trái hộp gà. Lê Kima. Dạ. Ở An Giang á, bà con gọi là Wushima á cô. Dạ. Còn mình ở đây thì gọi là Lê Kima. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ. Đây, bên đây bán đồ chơi. Đây chú bán quần áo nè. Chào chú, hôm nay bán đỡ không chú? Chậm lắm chú. Chậm lắm hả chú? Dạ. Mới giờ này ít người đi rồi. Dạ.
Đây đây là kết thúc chợ rồi cô chú. Sớm giờ em đi trên đây cũng khá là nhiều. Dạ. Rồi nãy giờ được cuốn nào chưa chú? Đây mấy chú sớm đậu đây, giờ cũng còn đậu đây nè. Đấy. Chợ này giống quê. Vắng hả chú? Dạ. Dạ. Con thấy cánh bển bà con đi cũng đông, nhưng mà mau tan. Dạ. Cái cánh bên đó bà con đi đông nhưng mà mau tan. Mới 8 giờ giờ chợ tan rồi. Bên bển bán quần áo nhiều. Dạ. Dạ rồi, bây giờ là cũng khoảng 9 giờ sáng rồi cô chú. À, chợ quê ở đây 9 giờ là trưa rồi. Đây là chợ Hòa Tân nè, cho cô chú xem lại hình ảnh đối diện chợ Hòa Tân nha, bảng hiệu. Đây là con đường lộ đi hướng về chợ Nha Măng nè cô chú. Dạ, em xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị, các bạn đã dành thời gian đi tham quan chợ Hòa Tân của Châu Thành, Đồng Tháp của em ngày hôm nay nha. Trước khi kết thúc video thì em sẽ tổng kết một số số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân sử dụng trong buổi chợ ngày hôm nay. Ở video kỳ trước thì em còn giữ số tiền của cô Mai Loan, đó là 1 triệu đồng. Trong video về chợ Hòa Tân ngày hôm nay em có dành tặng cho 2 người ở chợ ở đây, mỗi người 200, tổng cộng là 400. Số tiền còn lại là 600.000 cô chú. Đây phía đây có một cái cây cầu, mình qua cây cầu này là đi qua chợ, qua chùa Lá Sen nè cô chú. Chùa Lá Sen khổng lồ á. Dạ thì em xin cảm ơn cô Mai Loan rất là nhiều đã đồng hành với kênh của em, cũng như chia sẻ những phần tiền của mình giúp đỡ cho bà con khó khăn. Xin cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn rất là nhiều luôn. Các bạn yêu quý kênh thì vui lòng cho em một like, một bình luận và một đăng ký kênh nha, để em có động lực chia sẻ nhiều video hơn nữa cho các bạn xem. Em xin chào và hẹn gặp lại.